Xin chào tất cả quý phụ huynh, kem học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài luyện tập ở trang 64 của sách giáo khoa toán lớp 3 nhé. Để ủng hộ cho cô thì kem hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Và đồng thời chúng ta có thể chia sẻ video giúp cô để cô có thêm các học sinh mới kem nhé. Yêu cầu số 1 là tính nhẩm. Thì trước khi kem làm bài tập số 1 này thì kem phải học thuộc được cái bảng nhân 9 đã. Đúng không ạ? Ta có 9 x 1 thì bằng 9. Cô sẽ dùng bút chì nhá. 9 x 1 bằng 9 này. 9 x 2 bằng 18. 9 x 3 bằng 27. 9 x 5 bằng 45. 9 x 7 bằng 63. 9 x 9 bằng 81. 9 x 4 bằng 36. 9 x 8 bằng 72. 9 x 6 bằng 54. 9 x 10 bằng 90. 9 x 0 bằng 0. Và 0 x 9 cũng bằng 0. 0 nhân với bất kỳ số nào cũng bằng 0 cả. Mà bất kỳ số nào khi nhân với 0 thì cũng bằng 0. Đối với phần này thì các em chỉ cần học thuộc cái bảng nhân 9 thì các em có thể làm nhanh được cái phần A và phần B thôi. Phần B, cô có 9 x 2 bằng 18. 2 x 9 cũng bằng 18. 9 x 5 bằng 45. 5 x 9 cũng bằng 45. Phép nhân có tính chất giao hoán, đúng không ạ? 9 x 8 bằng 72. 8 x 9 cũng bằng 72. 9 x 10 bằng 90. Và 10 x 9 cũng bằng 90. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Bạn nào chưa xong thì các em hãy dừng lại một chút để làm cho xong. Tiếp theo cô sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các em tính. Chúng ta có cái ý A. Trong ý A này có hai ý nhỏ: 9 x 3 cộng 9 và 9 x 4 cộng 9. Đây các em chú ý là có phép nhân và phép cộng, thì các em sẽ thực hiện nhân trước cộng sau. Như vậy bài 2A cô sẽ làm sao thế bên này nhé. 2A ta có 9 x 3 cộng 9. Có phép nhân và phép cộng, kem ưu tiên thực hiện nhân trước. 9 x 3 bằng 27. Sau đó kem lấy 27 kem cộng với 9. 27 cộng với 9 kết quả bằng 36. Sang ý thứ hai của câu A là 9 x 4 cộng 9. Ở đây có phép nhân và phép cộng, kem thực hiện nhân trước cộng sau. 9 x 4 bằng 36. Lấy 36 cộng với 9, kết quả bằng 45. Sang ý B. Ý B ở đây là 9 x 8 cộng 9 và 9 x 9 cộng 9. Cũng có phép nhân và phép cộng, đúng không? Có phép nhân và phép cộng thì các em luôn thực hiện nhân trước cộng sau. Ta có 9 x 18 bằng 72. Sau đó lấy 72 cộng với 9, kết quả bằng 81. Tiếp theo nữa, 9 x 9 cộng 9.
Ở đây có phép nhân và phép cộng. Thì các em thực hiện nhân trước cộng sau. 9 x 9 bằng 81. Sau đó lấy 81 cộng với 9. Kết quả sẽ bằng 90. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 2. Chú ý khi các em gặp phép nhân và phép cộng, chúng ta luôn luôn thực hiện nhân trước cộng sau. Tiếp tục sang bài tập số 3. Bài tập số 3 như sau. Một công ty vận tải có 4 đội xe. Đội 1 thì có 10 xe ô tô. 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi cả công ty có bao nhiêu xe ô tô. Như vậy, trước tiên Ken sẽ tìm cho cô số xe ô tô của 3 đội còn lại bằng cách lấy 9 nhân với 3. Như vậy 3 đội còn lại sẽ có 27 xe. Được chưa? Sau khi tìm được số xe của 3 đội còn lại, các em sẽ tìm số xe của công ty bằng cách lấy đội 1 này, số xe của đội 1 cộng với số xe của 3 đội còn lại, tức là lấy 10 cộng với 27 bằng 37 xe. Sau khi phân tích xong, chúng ta sẽ giải như sau. Bài tập số 3. Số xe ô tô của 3 đội còn lại. Số xe ô tô của 3 đội còn lại. 3 đội, mỗi đội có 9 xe. Như vậy các em lấy 9, các em nhân với 3 bằng 27 xe. Tiếp theo các em sẽ tìm số xe ô tô của công ty. Muốn tìm số xe của cả công ty thì các em sẽ lấy số xe của đội 1 kem cộng với số xe của 3 đội còn lại. Đội 1 có 10 xe, 3 đội còn lại có 27 xe. Như vậy cả công ty sẽ có 37 xe. Đáp số 37 xe. Như thế là chúng ta đã vừa đi thêm được bài tập số 2. Bài tập số 3. Bây giờ cô sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 4 nhé. Bạn nào chưa xong thì các em có thể dừng một chút để làm cho xong. Bài tập số 4 như sau. Viết kết quả phép nhân vào ô trống theo mẫu. Kem lấy số các cái số này, kem nhân với lần lượt ở hàng trên, chúng ta ghi kết quả xuống đây. Cô sẽ dùng bút chì nhá. Bắt đầu là lấy số 6 này, 6 x 1 bằng 6. 6 x 2 bằng 12. 6 x 3 bằng 18. Vậy ô này em sẽ ghi 18. 6 x 4 bằng 24. 6 x 5, ô này bằng 30. 6 x 6 bằng 36. 6 x 7 bằng 42.
6 x 8 bằng 48. 6 x 9 bằng 54. 6 x 10 bằng 60. Tiếp theo đến hàng số 2, các em cũng làm tương tự. 7 x 1 bằng 7. 7 x 2 bằng 14. 7 x 3 bằng 21. 7 x 4 28. 7 x 5 bằng 35. 7 x 6 bằng 42. 7 x 7 49. 7 x 8 56. 7 x 9 63. Và 7 x 10 bằng 70. Tiếp theo, 8 x 1 bằng 8. 8 x 2 16. 8 x 3 bằng 24. 8 x 4 bằng 32. 8 x 5 bằng 40. 8 x 6 bằng 48. 8 x 7 bằng 56. 8 x 8 bằng 64. 8 x 9 bằng 72. Và 8 x 10 bằng 80. Tiếp tục ở cái dòng cuối cùng này, ta có 9 x 1 bằng 9. 9 x 2 bằng 18. 9 x 3 bằng 27. 9 x 4 36. 9 x 5 bằng 45. 9 x 6 bằng 54. 9 x 7 bằng 63. 9 x 8 72. 9 x 9 81. Và 9 x 10 90. Như vậy là ta đã vừa hoàn thành xong được cái bảng ở bài số 4 rồi đấy các em. Để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ video giúp cô nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.